này anh trồng bao lâu rồi anh? Cây mắc cầu rồi. Cây mắc cầu này trồng giáp năm rồi. Năm hả? Nhưng mà sao anh đến đốt? Tại vì sáp đeo nhiều quá. Sáp đeo nhiều quá đến đốt hả? Sao ổn vậy? Nhưng mà giờ xài cái này thấy sao? Xài cái combo đang thấy sao? Xài cái thuốc này thấy đạt nhiều nè. Dạ. Lại giờ nó hết sạch hoàn toàn rồi đó. Lúc mà trước khi anh phun là nó bám nhiều không? Nó đen luôn, nó đen. Bám đen luôn hết trơn luôn hả? Nó đen, đen, đen. Dạ. Rồi sau khi phun là nó bông ra hết. À, nó bông, nó rớt từ từ rồi nè. Dạ, nó sạch hết rồi. Dạ. Mấy cái trái trên kia này nó bị nhiều không? Nó cũng bị gì nè. Dạ. Thì cái chai là chai cô đăng chai nhỏ đúng không? Chai xị đúng không? À. Rồi anh pha cho 250 lít nước. Thì cái đèn phun đều trong trên tán cây luôn. Dạ. Rồi đối với cái chỗ trái mà nó bị nặng thì anh phun kỹ chút chứ hay sao? Dạ đúng rồi, cái trái bị nặng thì mình phun nước cho đều trái, còn dạ. Còn cái lá mình phun xương xương thôi. Cái lá thì cái con nó ở mặt dưới hoặc trên nhiều mặt anh? Mặt dưới. Mặt dưới là mấy cái con này nè. Dạ. Mà giờ là xin phun cái này là thấy đạt lắm rồi đó. Là nó sạch phải không? Ờ nó sạch, ok, rồi sạch hoàn toàn luôn, nói chung là sạch hoàn toàn. Trong mấy cây anh trồng thì cái cây như cây chú sữa nè, cái cây mãng cầu thì cây nào bị dịp sáp nhiều nhất? Cây mãng cầu này là bị nhiều nè. Mãng cầu bị nhiều. Đúng rồi. Thường thì bao lâu anh mới xử lý lại một lần? Cái cây mãng cầu này á thì xịt thì thời lúc đầu á thì có nửa tháng à. Nửa tháng xịt lại lần hả? À, còn cứ bình thường là anh cứ nửa tháng xịt lại. Nửa tháng xịt lại mà cái thuốc mấy thuốc kia nó xịt nó không đạt không? Xịt nó vẫn còn. Còn thuốc này xịt cách đây là 10 bữa rồi. 10 ngày rồi. Thấy nó còn sạch trơn nó. Vậy tới khoảng chừng 5 ngày nữa là nửa tháng là có lên xịt nữa không? Nếu cái này thì chắc không có rồi, tại vì cái này là nó đâu còn nữa. Không cần phải xịt nữa không? Ừ, không cần phải xịt. Vậy là không cần phải sợ phải chặt cái cây gì nữa hả? Ừ. Okay. Vậy là cái này để ăn được. Okay, cảm ơn anh. Tôi thì tên Võ Văn Mười. Lúc mà sầu riêng tôi nó có trái có bị gẹp sáp, nhưng mà tôi đã xài cái thằng cơm răng này á, thì tôi xài cả tháng nay rồi chưa có thấy gẹp sáp nó quay trở lại. Thì tôi có giới thiệu cho bà con vòng vòng xung quanh đây xài, thấy ai cũng đều công nhận là thuốc này rất hiệu quả. Chú Mười cho hỏi cái liều lượng nước mình phun mình xử lý nó bao nhiêu vậy chú Mười? Cái liều lượng nước phun thì gần như chai này theo tôi xịt là 200 lít nước á. Dạ. Lúc chú Mười xử lý giai đoạn mà trái nó cỡ nào chú Mười? Thì trái cũng phải cỡ bằng cổ tay này trở lên, chứ nếu nhỏ quá thì mình xài sợ nóng rụng trái. Dạ. Rồi chú Mười có tin tưởng về sản phẩm của công ty Adama? Thì thấy xài thấy rất tốt rồi đó, thì bà con cũng nên dùng loại thuốc này, tôi đã xài qua rồi tôi thấy rất hiệu quả đó. Dạ. Rồi, con cảm ơn chú Mười. Adama mang lại sự giản đơn cho nông nghiệp.